Xin chào quý phụ huynh và học sinh trong toàn quốc. Với đại dịch viêm phổi virus corona, học sinh trong toàn quốc bắt buộc phải nghỉ học trong thời gian kéo dài. Trong quá trình học tập, chắc chắn 100% các em sẽ rất khó khăn trong vấn đề học tập và ôn tập bài tập ở nhà, nhất là đối với các em lớp 12, các em lớp 9 chuẩn bị thi lên 10 và các em lớp 5 chuẩn bị thi lên lớp 6. Hội đồng quản trị, ban giám đốc và hội đồng chuyên môn cùng với hội đồng các thầy cô toliha.vn hiểu được điều đó, và hội đồng quản trị cũng như ban giám đốc quyết định tặng trên 1.000 khóa học cho tất cả các học sinh trong toàn quốc. Chỉ cần đăng ký vào toliha.vn bằng tài khoản Gmail để các em có thể học tập các môn học. Ví dụ như với môn toán lớp 12 của thầy Nguyễn Chiến, của thầy Cao Phi, môn vật lý của thầy Phạm Văn Thọ, thầy Nguyễn Ngọc Hưng, hay môn hóa học của thầy Trần Phương Duy, của thầy Dương Tiến Tài, và đặc biệt không thể thiếu được đó là môn ngữ văn để các em chuẩn bị ôn thi vào kỳ thi Trung học Quốc gia, đó là cô Lê Trần Diệu Thu. Các em chỉ cần việc đăng ký tài khoản trên toliha.vn. Đương nhiên, với các em lớp 10 và lớp 11, các em vẫn có thể đăng ký cụ thể trong toliha.vn. Cũng là các thầy các cô như thầy Nguyễn Chiến, thầy Cao Phi dạy toán và thầy Phạm Văn Thọ, thầy Ngọc Hưng và cô Lê Trần Diệu Thu, cũng như thầy Trần Phương Duy, thầy Dương Tiến Đài sẽ phục vụ chúng ta các khóa học. Đối với các học sinh khối trung học cơ sở, nhất là môn toán là rất cần thiết, và đặc biệt là học sinh lớp 9 đến lớp 10 thì các bạn có thể đăng ký trực tiếp để học các khóa học của thầy Quốc Sơn về đại số lớp 9, hình học của cô Thanh Loan lớp 9. Còn lớp 6, lớp 7, lớp 8 có thầy Hải Trung và thầy Quốc Sơn. Các em chỉ việc đăng ký và công ty sẽ tặng hoàn toàn các khóa học đó. Lưu ý về môn ngữ văn lớp 9, cô Lê Trần Thị Thu vẫn đảm nhiệm và giảng dạy. Còn với học sinh khối tiểu học, nhất là môn toán và môn tiếng Việt, phụ huynh và các con có thể đăng ký trực tiếp trên website toliha.vn để học toán với cô Ngọc Lan và cô Chu Ái Thu. Một điểm lưu ý để đồng hành trong thời gian nghỉ dài ngày như thế này, toliha.vn và tập thể các thầy các cô của toliha.vn hỗ trợ các thắc mắc của tất cả các học sinh trong toàn quốc 24/24 thông qua fanpage của toliha.vn, chính là toliha.vn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể gửi các thắc mắc giải đáp thông qua nick face, tài khoản face của từng thầy cô. Chẳng hạn, toán lớp 12, lớp 10, lớp 11, chúng ta có thể liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Chiến, thầy Cao Phi. Hóa học, thầy Dương Tiến Tài, thầy Trần Phương Duy. Vật lý, thầy Phạm Văn Thọ, thầy Nguyễn Ngọc Hưng. Và ngữ văn, không thể thiếu được, đó là cô Lê Trần Diệu Thu. Còn khối phổ thông cơ sở cũng vậy. Với toán, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua tài khoản Facebook với các thầy các cô, đó là thầy Lê Hải Trung, thầy Nguyễn Quốc Sơn, cô Thanh Loan. Đấy, về vật lý lớp 9, lớp 8, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với thầy Nguyễn Hữu Tình. Và hóa học vẫn là thầy Dương Tiến Tài và thầy Trần Phương Duy. Các bạn lưu ý, những bạn đã tham gia các khóa học, và rất nhiều bạn đã tham gia các khóa học trên toliha.vn ở một khóa học của một môn học nào đó,
Hiện nay, trong thời gian nghỉ dài ngày như thế này, các bạn vẫn có thể được tặng hoàn toàn miễn phí các khóa học khác. Toliha cảm nhận được sự khó khăn khi chúng ta nghỉ học ở nhà. Chúng ta sẽ rất khó khăn trong vấn đề ôn tập và luyện bài. Toliha hân hạnh được tặng quý phụ huynh và học trò trong toàn quốc trên 1.000 khóa học bắt đầu kể từ ngày hôm nay. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ mang tính chất ôn tập, bài tập ở nhà một cách hiệu quả nhất. Xin chào.